Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bãi kiển của anh Tâm, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để cho anh Tâm lên giao lưu với cô chú anh chị mình luôn mai giống mai ghép giống xuông mình lại bên vườn của anh Tâm cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của anh Tâm nha. Không là mất thời gian nữa ha, mình gặp luôn anh Tâm để anh Tâm chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Dạ. Rồi, dạ em chào anh Tâm ơi. Dạ em cũng chào cô chú anh chị em xem kênh và thời gian qua và cũng ủng hộ em á. Hai em cũng có lên số mai giống như là số bông bình lợi. Rồi, mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn đi anh ha. Dạ. Rồi, mã số gì đây? Cái đầu tiên hôm nay là cũng nói clip tước là cái 16T đi. Rồi, 16T ha. Dạ. Số bông bình lợi luôn anh ha. Số bông bình lợi. Cái này bao ok luôn cô chú anh chị ha, bao nhiêu ha. Cái này về cô chú anh chị mình để khoảng tầm 4 đến 5 ngày nữa là mấy cái này mình lấy bao ok ha. Cái vàng đế nè, cái này chơi tết luôn là ngon lành nha cô chú anh chị. Dán trực mà đế nôm sổ luôn cô chú, đế nôm luôn cô chú anh chị ha, củ nở nữa. Rồi cho xin thông số cái này luôn anh ha. Mình được 20. Rồi. Cái này đế bàn ra 24 giờ luôn cô chú anh chị. Cao 91. Rồi. Tán ngang 613. Rồi. Cây 16T này em giao lưu là 1 triệu mốt nha. Rồi mà đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 17T. Rồi. Và cũng một cây siêu bông bình lợi luôn nha. Cây này thân co lắc dáng lông luôn cô chú anh chị ha. Và có đế luôn cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn anh ha. Thấy cây này mình ghép được bao lâu anh ha? Mình được 19. Cây này ghép cũng cả tháng rồi. Dạ. Cái này tháng ngoài ha cô chú anh chị ha. Tháng ngoài. Rồi. Cao 56. Tán ngang nó 52. Rồi. Rồi cây 17T này em giao lưu là 1 triệu 2 nha. Rồi 1 triệu 2 bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 18T nha. Rồi. Cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn ha. Hôm nay lên lô toàn siêu bông bình lợi không anh ha. Cái này bo già nè cô chú anh chị ha. Cái này tầm khoảng 10 ngày nó lấy bo ngon nha cô chú anh chị. Bo siêu nhiều luôn á. Cái này cô chú anh chị mình thí dụ như mà nếu mà mình không muốn lấy bo ha, mình muốn dưỡng nó mình chờ tết thì mình bấm cái ngọn dùm nhà vườn nha cô chú anh chị ha. À, bấm cái ngọn bỏ ha, nó cho nó nhảy cho tàn đều luôn cô chú anh chị. Thông số luôn anh ha. Cây nào cũng có củ nở dưới hết cô chú anh chị ơi. Mình được 21. Rồi. Chiều cao 60. Tán ngang nó 63. Rồi. Cây 18T này em vô lưu cũng là 1 triệu 2 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 19T. Rồi. Ôi cây này cái tàn quá rồi cái tàn luôn ha. Mà tí có một cái tí xíu đây ha cô chú anh chị ha. Nó bị lỗi ngay đây. Nó bị lỗi mà cũng muốn liền da. Ừ. Nó kéo nè cô chú anh chị ha. Kéo nhựa nè. Nó kéo vô đó là sâu luôn cô chú anh chị ha. Đây nè. Nó kéo vô chắc cả một ly mấy rồi cô chú anh chị ha. Cái này không bao lâu nữa chắc mình nuôi một thời gian nữa là nó kéo liền luôn cô chú anh chị ha. Rồi mình đã thông số cây này giùm em luôn nha. Có củ đế ha. Mình được 19. Rồi. Cao nó 71. Tán ngang nó 52. Rồi. Cây 19T này em cũng giao lưu là 1 triệu 2 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 20T nha. Rồi. Bình lợi luôn anh ha. Dạ, cũng là nay em lên nguyên lô siêu bông bình lợi không á. Cái này quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Lấy bo rồi cũng được luôn. Dạ. Rồi cái này thì nói cho mày hôm nay thì cũng lên nguyên lô bình lợi ha, nhưng mà lên mã số thì em cũng sẽ báo lại là cái giống gì cho cô chú anh chị mình ha. Tại vì cũng có một số khách khó cô chú anh chị lên không báo tên chứ không chịu ha. Đó nên là em báo lại luôn nha. Rồi thông số luôn anh ha. Mình được 20. Rồi. Chiều cao nó 64. Tán ngang nó 63. Rồi. Cái 20 tên em vô luôn là 1 triệu 300 ngàn nha. Rồi 1 triệu 3 ha. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 21T nha. Là cũng một cây siêu bông bình lợi luôn nha. Ok cây này cái tàn này quá dạ. VIP luôn cô chú anh chị quá ha. Điều. Rồi. Quá trời đẹp cái tàn luôn cô chú anh chị ha. À, đây cũng có cái lỗi ở đây nè cô chú anh chị ha. À, nhưng mà nó đang kéo nhựa nè cô chú anh chị, mình thấy nó kéo nhựa vô nè cô chú anh chị ha. À. Rồi, thông số luôn anh ha. Mình được 18. Rồi. Cao nó 71. Tán ngang nó 55. Rồi. Rồi cây 21T này em giao lưu là 1 triệu nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 22T luôn. Rồi.
là một cây sư bông bình lợi ha. Rồi, cái tàn quá xá luôn cô chú anh chị. Đế đẹp. Đế VIP luôn cô chú anh chị, quá đẹp cái đế luôn. Rồi, không số luôn. Rồi, anh ha. Bình được 15,5. Rồi. 15 đi. Cao được 60. Tán ngang 53. Thì cây 21 tê nó vô luôn là 1,1 triệu. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 23T. Cũng là cây siêu bông bình lợi luôn nha. Rồi, thông số luôn ha. Hoành được 19. Rồi. Cây này cái tàn sâm lắm nha cô chú anh chị. Cao nó 58. Rồi. Tán ngang nó 47. Thì cây 23T này em vô luôn là 1,1 triệu nha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 24T. Rồi. Cũng là một cây siêu bông lợi luôn. Rồi, cây này cái tàn quá xá đã luôn cô chú anh chị ha. Bo già nha. Đế cũ nở luôn. Rồi, thông số luôn ha anh ha. Mình được 19. Rồi, hoành 19. Cao 54. Tán ngang nó 48. Rồi. Cây 24T này em vô lô là 1,2 triệu nha. Rồi, cây này cuối clip luôn ha anh ha. Cây này là cũng cây cuối clip của em, thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị em và xem kênh và cũng ủng hộ em ha. Rồi, thì em cũng thay mặt cho kênh cũng như anh Tâm cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip ngày hôm nay và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.